Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn thần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha. Có lên tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép giống dạo thủ đất cô chú anh chị ha. Ghép cũng nhất liền có nha cô chú anh chị. Hàng củ đế siêu vip luôn cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Thì em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi hôm nay mời cô chú anh chị mình vào xem clip với lại là mình xem được cây nào thì mình ủng hộ tại vì nhà vườn còn nhiều cây quá, hôm nay bán giá cũng nới ha cô chú anh chị ha. Rồi không làm mất thời gian nữa mình gặp luôn chị Thủy ha. Rồi, chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay trả lời kênh Mai Vàng Bánh Tê thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi hôm nay trả lời kênh thì em cũng tiếp tục lên để mà giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai mình chơi Tết năm 2024. Là dạo thu đức già mồi nha cô chú anh chị, em nuôi là 8 năm. Rồi. Từ 8 năm tới lên luôn á cô chú anh chị. Rồi. Thì đầu clip hôm nay em vô tiếp theo clip trước là mã số 11C nha cô chú anh chị. Rồi. Cái cũ nó quá trời cái cũ luôn nha cô chú anh chị. À. Cũ nè. Cái này em chưa nặng đế gì trơn cô chú anh chị. Vậy mình khai thác mình nặng thêm cái đế. Mình lấy cái này em nuôi ti em cái thay chậu lên thôi chứ em không có nặng đế. Rồi. Không xấu lắm hả vậy. Cái cây này cái cũ rồi quá trời luôn cô chú anh chị. Cũ y như con heo đất nằm luôn cô chú anh chị. Mà nụ nè cô chú anh chị ha. Nó quá trời. Y như con heo đất để mình bỏ ống luôn ha. Rồi, quá đây. Trời luôn cô chú anh chị. Cái này thì hôm nay cũng là ngày 15 âm lịch thì cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình đặt hàng thì nhà vườn sẽ giặt lạc lá cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nè cái cốt ghép nó tại đây là mình được 18 á cô chú anh chị. Rồi. Còn cái cũ của nó nè. Cái cũ của nó là mình được 36 á cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình được là 76. Rồi. Dạ tán ngang mình là được là 95. Rồi. Dạ rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Dạ tiếp theo mã số 12C nha cô chú anh chị. Rồi. Má 12C một cây quá trời nữa nè cô chú anh chị. Cũ cô chú anh chị ha. Quá trời quá đất cái cũ luôn ha. Cái này về mình trồng có bồn mình trồng là thôi hết nói luôn. Là cái quả mắt ghép của nó là được 16 rưỡi em tính 16 nha. Rồi. Cái bệ cũ này là mình được là 32. Nụ cực kỳ nhiều nha, nụ to và sáng nụ ha. Chiều cao mình được 92. Tán ngang là 92 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.700.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 13C. Rồi. 13C đó, cây này thì nếu mà cô chú anh chị em nào mà thích cái dáng phòng cọc cao ngon thì vô đây quá trời luôn. Rồi. Lúc dài là cô chú anh chị em mình rổ cái cây nó đừng có sợ cần gì cái lá mà mình chơi Tết rồi hả nó lên lọc lại lá mứt mành lại à. Cái củ này đã lắm nha cô chú anh chị. Rồi, không xấu luôn hả chị. Như cây ghim này. Đúng rồi, cái này cũng như là y như cây ghim này. Tại vì hồi em ghép chỉ có bằng cái điếu thuốc mình nè, à, mà nay nó bị lớn. Hoành này là được 15 rưỡi em tính 15. Rồi. Tổng cái nội đế này là 31. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Chiều cao mình là được 99. Quá trời nụ luôn. Tán ngang là mình được 92. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.500.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 14C nha cô chú anh chị em. Rồi. Mình đó. Mấy cây này là em nuôi 8 năm tới lên đó cô chú anh chị. Từ bằng cái điếu thuốc mà cái tới nổi. Ồ cái này nè cô chú anh chị, vì mình khai thác thêm cái dàn ghế dưới này nè cô chú anh chị ha. Nè. Nó cuộn ở dưới nè, cái cũ quá trời luôn ha. Tại dòng ngay đây là mình được 20. Rồi. Nguyên cái bệ đế. Nguyên cái bệ đế này thì mình được là 51. Rồi. Là nguyên bệ luôn nha cô chú anh chị. Nó nhìn nụ cực kỳ nhiều nha, bao nụ nha cô chú anh chị. Cái này lạc lá ra bao là nhiều 90. Nụ lắm. Tán ngang là 81. Rồi. Rồi cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.400.000 thôi nha. Rồi 1.400.000 ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 15C. Rồi. 15C thì ô, cái cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi nè. Quá trời quá đất luôn. Nút nụ rồi siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. À này còn nút nụ là cô chú anh chị em mình khỏi chê. Rồi, không xấu luôn nha chị.
Hoành tại điểm này là mình được là 16 rưỡi, em tính 16 nha. Rồi. Cái cũ nó với chiều cao là mình được 80 mo 80, tán ngang là mình được 107. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.400.000 bao cái ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 6C. 16C. Rồi. Nó 16C cũng là một cây thủ đức già mùa nữa nha cô chú anh chị. Tàn khủng khiếp, cái tàn cái này là cái tàn cũ thì cô chú anh chị mình về nâng thêm nha. Này em không có làm đế làm gì hết trơn á. Dạ, không xấu luôn nha chị ơi. Hoành tại điểm này là mình được 18 rưỡi, em tính 18 nha. Rồi. Từ cái cây này tổ một cái cho thấy cảnh luôn. Chiều cao là được 84, tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.400.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 17C nha cô chú anh chị. 17C. Rồi cái cây này cái cũ như cái bình luôn á cô chú anh chị. Quá trời quá đó. Này cái này nói chung là tới thời điểm lạc lá ha, này nó lá nó già, nó có rụng hết mới rồi này cô chú anh chị ha, nhưng mà nụ vẫn ok nha. Thì ngày đó. Mai ngày mai thì cũng xuống lá nó hết rồi cô chú anh chị. Ngày mai là ngày gầm, là ngày xuống cuối cùng rồi. Rồi. À. Hôm nay là ngày gầm này là 14. Rồi. Ủa 7 18. Trời ơi nay 14 cái trả lời cái cô chú quay clip cái quên luôn. Rồi, củ đế nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là mình được là 100. Rồi. Tán ngang là mình được là 100 luôn. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.350.000 nha. Rồi 1.350.000 ha. Cái cây này thì em không có lấy hết, tới cái đoạn em lấy chỉ có một khúc này cô chú anh chị để về đo có cao hơn cái hôm sau đo gì kỳ ạ. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 18C. Rồi. Đó 18C, cây này cũ trời ơi là cái cũ. Quá wow, trời quá đất. Nụ nè cô chú anh chị ha. Này mà lạc lá rồi nụ dữ dằn luôn cô chú anh chị ha. Dằn nụ nè, quá trời luôn ha. Cái hoành của cái cổ mắt ghép này là mình được là 14 rưỡi, em tính 14 nha. Nguyên cũ quá trời luôn. Còn cái cũ nó dưới này là mình được là 24. Rồi. Chiều cao là 94. Tán ngang là 92. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 thôi nha. Rồi mình đã cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 19. Rồi. 19C nha cô chú anh chị đó. Trời ơi. Cây này thì cái lá còn xanh ôm nha cô chú anh chị ha. Nè, mà nụ dữ dằn nụ luôn ha. Quá trời quá đất nụ luôn. Và hũ đất nha cô chú anh chị. Hũ đế siêu quá luôn. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành thân được 17. Rồi. Cái cũ nó được 25. Rồi. Rồi, tiếp theo. Chiều cao là mình được 92. Tán ngang là mình được 94. Rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi, 1.500.000 ha. Rồi. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 20C. Rồi. 20C cũng là một cây cuối clip nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn quá, xá cái tàn luôn ha. Hoành mắt ghép là được 16 rưỡi, em tính 16 nha. Rồi. Cái nồi củ đế nó dưới này là mình được 30. Rồi. Nó nụ bao luôn á cô chú anh chị ha. Cái này thì em lấy tới đây thôi, em không có lấy tới cái chót đọt nha cô chú anh chị, là mình được là 85. Cái này nếu mà tính tới cái đọt luôn cả mét đó cô chú anh chị ha. Đúng rồi. Tán ngang là mình được 110. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.600.000 ha. Rồi cái này cuối clip luôn ha. À, rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ giúp em ha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em nha. Thì em cũng xin chúc toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa tới mọi miền đất nước của mình là được một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha cô chú anh chị. Rồi, em có thay mặt cho kênh chị thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo nha.